Ngày 2 tháng 10, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tỉnh Bình Dương cho biết đã mới làm việc với hai đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội để đăng thông tin sai sự thật, kích động, kêu gọi người dân tự ý bỏ về quê, làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch, cũng như tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định NHA 27 tuổi, quê Kiên Giang, tạm trú tại phường Tân Vĩnh Hiệp, thị xã Tân Uyên. Ngày 29 tháng 9, NHA có tham gia nhóm hội tụ Tân Uyên, khoảng 200 thành viên, và đăng thông tin kêu gọi người dân ngày 1 tháng 10 tập trung để về quê. Cùng ngày, lực lượng công an đã mời làm việc với LTKL, 31 tuổi, quê Sóc Trăng. Ngày 1 tháng 10, LTKL sử dụng tài khoản mạng xã hội cá nhân, đăng tải thông tin kích động người dân gây bạo động, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự. Tuy nhiên, qua làm việc với cơ quan chức năng, bà LTKL cho biết, tháng 8 năm 2021, bà đã nhận được số tiền 800.000 đồng của nhà nước hỗ trợ, nhưng vẫn đăng thông tin sai sự thật trên với mục đích muốn nhận thêm tiền hỗ trợ. Các đối tượng đã nhận thức hành vi sai trái, đã gỡ bỏ thông tin đăng tải sai sự thật và cam kết không tái phạm. Hiện tỉnh Bình Dương đang khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội, tạo việc làm và tiếp tục thực hiện các chính sách an sinh xã hội để hỗ trợ người dân gặp khó khăn, cũng như đẩy nhanh tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho toàn dân trên địa bàn, nhằm sớm đạt miễn dịch cộng đồng, từng bước đưa cuộc sống về trạng thái bình thường mới. Do đó, người dân cần chung tay cùng chính quyền tiếp tục thực hiện các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, tuyệt đối không nghe, làm theo lời các đối tượng xấu, kích động, gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Mọi hành động đưa thông tin sai sự thật, kích động gây mất an ninh trật tự sẽ bị xử lý nghiêm theo pháp luật.